Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa có thư kêu gọi cán bộ nhân viên ngành y tế tham gia đăng ký hiến mô tạng cứu người, thực hiện lời phát động của Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam đã có hơn 30 năm làm chủ các kỹ thuật ghép thận, gan, tim, phổi, tụy, giác mạc. Hiện cả nước đã có 26 trung tâm ghép tạng với đầy đủ trang thiết bị nhân lực và kỹ thuật tiên tiến, mỗi năm thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng. Tuy nhiên, nguồn mô tạng hiến tặng từ người chết não còn rất hạn chế vì vậy bộ trưởng kêu gọi tất cả cán bộ nhân viên ngành y tế tham gia đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời cùng nhau chung tay hồi sinh những mảnh đời đang mòn mỏi từng ngày chờ được ghép mô tạng lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của việc đăng ký hiến mô tạng tới cộng đồng